Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Nguyễn Văn Việt Official. Hôm qua tôi đến một người bạn tôi, người bạn tôi cũng có hỏi tôi như thế này. Việt ơi, hiện tại mình chuẩn bị sắp tới mình sẽ đầu tư xây một cái nhà trọ, phòng trọ để cho thuê. Với cái dãy phòng trọ là nó lên khoảng 30 phòng. Để cho Việt có thể chia sẻ cho tôi biết được những cái rủi ro thông thường những cái nhà đầu tư xây nhà cho thuê thường gặp phải là những cái rủi ro và những sai lầm như thế nào không? Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái rủi ro và những cái sai lầm thường có ở chính những nhà đầu tư kinh doanh xây nhà cho thuê. Với kinh nghiệm của tôi đã triển khai những cái dự án nhà cho thuê, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn 10 cái rủi ro và những cái sai lầm thường gặp trong quá trình đầu tư xây nhà cho thuê. Rủi ro thứ nhất đó là không chọn đúng cái phân khúc khách hàng. Bạn phải chọn đúng cái phân khúc khách hàng của bạn. Bạn phải biết cái nhu cầu thị trường còn nhiều hay ít và kết hợp cái tối ưu về cái chi phí đầu tư với cái mảnh đất mình có. Tôi ví dụ đó là diện tích phòng này. Bạn phải tính làm sao mà nó diện tích nó tối ưu, không nên để nó quá nhỏ. Tiếp đó là cái đối tượng khách hàng thuê và giá thuê của bạn và số phòng thuê của bạn, thì bạn sẽ phải tối ưu tất cả những cái vấn đề này để đưa ra lựa chọn cái phân khúc khách hàng bạn hướng tới. Thì trong cái phân khúc khách hàng nó có những phân khúc ví dụ là khác nhau, thấp và trung cấp và cao cấp, cho người đi làm này, là sinh viên này, cho người nước ngoài này, thì có rất nhiều cái phân khúc. Thì tôi cũng có một cái bài chi tiết nói về cái phân khúc và đối tượng khách hàng ở trong cái kênh của tôi, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Tiếp đó là những sai lầm số 2, đó là tham lam trong đầu tư. Ví dụ như là cái việc mà bạn quá tham lam muốn tiết kiệm về cái diện tích của bạn để bạn tối đa cái vấn đề là phòng của bạn, công năng nó sẽ bị thiếu này, diện tích thì nó nhỏ này, và tiếp đó là cái vấn đề là cắt giảm cái chi phí nó quá mức, ví dụ như là cầu thang máy này hoặc hệ thống điện để bạn không dùng những cái loại là đạt tiêu chuẩn này, hệ thống điện bạn dùng những cái dây nó không đảm bảo này. Tôi đã gặp rất nhiều cái trường hợp, ví dụ ở trên cái khu vực rất đẹp, tôi có lần tôi đi khảo sát ví dụ như trên Ba Đình ở Đội Cấn ấy, tôi đến ấy, cái nhà đấy, một bất động sản đấy nó khoảng rộng khoảng 45-50 mét vuông thôi, nhưng nó là xây 6 tầng, nhưng ở dưới là nó là cái tầng mà để vừa để xe này, vừa để làm văn phòng này. Còn trên là họ sẽ để những cái phòng cho thuê. Nhưng tôi thấy với cái diện tích này mà người ta quá tham lam, là người ta muốn ở cái tòa chân đế, người ta là muốn làm sử dụng vừa là shop house, ví dụ là văn phòng trên đó này, nó là để cho căn hộ cho thuê. Tôi thấy là không hợp lý. Vì sao? Cái chỗ để xe người ta đến người ta ở không có chỗ để xe, và vấn đề này cái văn phòng ấy người ta để xe đâu, cái ngõ thì bé xíu á. Nên tôi thấy là một cái việc hậu quả diễn ra nó là mãi không cho thuê được, mà người ta thuê vào người ta cũng không muốn thuê, vì người ta nó rất bức xúc trong cái việc người ta ở đấy. Nên cái việc vấn đề cả một cái bất động sản nó rất lớn như vậy, đầu tư rất nhiều tiền như vậy, hóa ra là không cho thuê được, đồng nghĩa là dòng tiền là bằng không, là không có giá trị. Đó là một số vấn đề thì các bạn cần lưu ý. Vấn đề là không nên tham lam quá trong cái đầu tư. Tiếp đó là vấn đề thiết kế công năng và thẩm mỹ sai, không đúng theo nhu cầu sở thích. Ở đây các bạn lưu ý rất kỹ cho tôi. Đây là mình thiết kế ra cho khách chứ không phải cho mình ở. Vì một số cái chủ đầu tư, một số chủ nhà tôi đi gặp rất nhiều, người ta cứ thích sơn màu giống họ, cứ thích làm theo ý của mình cơ. Vấn đề đây là trò chơi với kinh doanh. Kinh doanh thì mình phải làm theo cái ý thích và mong muốn của khách hàng. Tôi lấy ví dụ, cái diện tích này mình phải đi tìm hiểu. Đến thực tế những cái phòng trọ, những cái dự án mình đưa ra cái diện tích nó có đúng không, phù hợp không, để bạn thiết kế không nên quá nhỏ, mà xu hướng hiện nay là như thế nào. Tiếp đó công năng thì tôi thấy nhiều cái rõ ràng là phòng nó to tướng ấy, nhưng vẫn còn thiếu. Thứ nhất là vấn đề
khu vực lẩu ăn chẳng hạn, ánh sáng đấy, ví dụ là có cái tường đấy có thể bạn bạn chụp bạn đổ trổ ra thì rất thoáng rất sáng. Tiếp đó màu sắc, màu sắc thì bạn phải lên dùng những cái màu sắc mà khách người ta thích, ví dụ màu trắng màu ghi đây tôi thấy mấy bố cứ tán màu nâu với cả màu vàng, chả hiểu sao nhìn nó màu. Thứ nhất là cái mọi nhà nó tối, thứ hai nữa là khách hàng nó không thích, mà đa số là người trẻ người ta đi thuê có phải người già đâu, nên cái việc màu sắc mọi người rất lưu ý. Theo các bạn cần, các bạn có thể là tham khảo những cái yếu tố để trong cái quá trình thiết kế của mình, đó là cái tiêu chí thiết kế. Như tôi thông thường có cái tiêu chí thiết kế đó thoáng sáng và xanh. Xanh thì ở đây nó có nhiều yếu tố, ví dụ nếu mà bạn không gian rộng thì bạn có thể áp dụng, còn nếu không ấy có thể là bỏ cái này cũng được, nhưng là nếu mà cho được thì càng tốt, đó là mang cái yếu tố cái giá trị cái bất động sản của bạn cao hơn. Tiếp đó là cái sai lầm thứ tư, đó là thuê đơn vị thiết kế và thi công không có đủ năng lực và không chuyên về lĩnh vực cho thuê, đầu tư cho thuê. Tôi muốn chia sẻ với các bạn đây là cái vấn đề thiết kế lại cho thuê thì đòi hỏi là một cái đơn vị và cái người có kinh nghiệm, vì nó hoàn toàn khác với cả cái vấn đề là thiết kế về để mình ở, vì cái này nó phải cần phải sự sáng tạo này và sự tối ưu, cái vấn đề thiết kế rất cao. Về thứ nhất là sáng tạo về cái thẩm mỹ và chi phí về đầu tư. Ví dụ như là cái không gian đó là cần gọi là thiết kế cực kỳ tối ưu, vì thông thường tôi thấy là cái thiết kế của cái không gian mà ở là nó rất nhỏ mà không có nhiều không gian để quá mình sáng tác sáng tạo, thì mình cần phải cái độ sáng tạo cực cao, mà cái tối ưu về vấn đề chi phí và không gian là mình cần phải có cái kinh nghiệm thì mình mới làm được cái điều đấy. Tiếp đó là cái sai lầm thứ năm, đó là không giám sát chất lượng và tiến độ công trình. Khi chúng ta tạo ra một cái sản thiết kế ra một cái sản phẩm tốt rồi, nhưng cái việc vấn đề giám sát đảm bảo về chất lượng và tiến độ đó vô cùng quan trọng, nó liên quan về vấn đề nó tuổi thọ công trình này và cái vấn đề đưa vào cái sản phẩm để vận hành để tối ưu về quá trình đầu tư. Tôi thấy hai những cái vấn đề hay gặp đó là vấn đề ốp lát này và xử lý chống thấm, tôi thấy hay gặp phải nhiều nhất. Ví dụ ốp lát thì đa số là tôi thấy là nó không được chỉ, nó không được được đẹp. Thứ hai là cái độ lồi lõm nó không được phẳng, tính thẩm mỹ không cao. Nhất là tiếp đó là cái phần xử lý chống thấm ấy, thì tôi thấy là nếu mà cái việc xử lý chống thấm này mà mọi người không coi trọng nó rất bị ảnh hưởng, vì sau nếu mình xử lý nó rất tốn kém với cái thời gian và chi phí. Các bạn lưu ý cho tôi đó là những cái vị trí chống thấm như sau: hai bên giáp ranh nhà này và cái nhà vệ sinh ấy, thì các bạn phải xử lý triệt để cho tôi cái việc đó, vì khi đã làm xong rồi mà khi đập ra lại làm lại là cực kỳ tốn kém, mất nhiều tiền, mất cả cái thời gian mình đang vận hành rồi, khách thuê đấy người ta cũng không thích. Đó là cái sai lầm số 5 các bạn cần lưu ý. Tiếp đó là cái sai lầm số 6 và rủi ro số 6, đó là không để ý đến phần pháp lý và hoạt động kinh doanh và phòng cháy chữa cháy. Thông thường người ta xây nhà người ta cứ nghĩ là đây là nhà của mình, thì người ta ít khi để ý cái vấn đề là cái pháp lý về kinh doanh và cái quy định về phòng cháy chữa cháy. Sau khi ví dụ là mình xây lên rồi, bên cơ quan chức năng người ta sờ đến, thì lúc đấy mình mới biết kinh doanh cái ngành nghề này mình cần cái phải cái giấy và cái quy định nó kèm theo. Thì các bạn lưu ý cho tôi, ví dụ là bây giờ kinh doanh ý, nhà trọ cho thuê này thì nó có giấy phép kinh doanh về ngành nghề, nó cá nhân hộ kinh doanh cá thể hoặc theo công ty, pháp lý về kinh kinh doanh và cái ngành nghề được hoạt động. Tiếp đó là cái phần vấn đề về quy định về phòng cháy chữa cháy, ví dụ có từ bao nhiêu phòng và bao nhiêu tầng trở lên thì mình phải có cái theo cái phòng cháy chữa cháy. Tiếp đó là rủi ro và sai lầm số 7, khi bạn có một cái sản phẩm tốt rồi nhưng bạn không biết marketing như thế nào để đến với khách hàng, người ta nhìn thấy bạn và tìm thấy bạn, thì bạn phải biết cách chụp ảnh
cho cái bất động sản, cho cái phòng trọ của bạn như thế nào nó đẹp, và bạn phải biết đăng tin như thế nào để tối ưu để cái công cụ tìm kiếm như Google để tìm kiếm cái tin đăng của bạn. Tiếp đó là bạn phải truyền thông ra những cái kênh nào mà khách hàng xuất hiện. Thì trong cái video, trong cái kênh của tôi cũng có cái video hướng dẫn về chi tiết về cái việc đấy, thì các bạn có thể tham khảo thêm để biết sâu về cái nội dung này. Tiếp đó là rủi ro và cái sai lầm số 8, đó là không biết bán phòng. Khi bạn biết quảng cáo, khách hàng tìm đến bạn rồi nhưng vẫn bạn cũng phải biết bán phòng. Đó là cái việc rất quan trọng. Bạn phải hiểu được cái tâm lý khách hàng để mình bán phòng như thế nào cho nó hiệu quả cao. Trong cái video tôi cũng có hướng dẫn chi tiết cái việc đó là cái quy trình bán phòng và như thế nào để hiệu quả. Các bạn có thể tham khảo thêm những cái video chi tiết về cái phần này của tôi. Tiếp đó là sai lầm số 9. Nó là không biết quản lý khách nhà cho thuê. Tiếp đó là sai lầm và rủi ro số 9, nó là không biết quản lý khách thuê nhà. Thì các vấn đề khi ngôi nhà vào hoạt động thì nó sẽ xảy ra những cái... Trong quá trình hoạt động của tôi kinh doanh thì tôi thấy đa số khoảng 3 đến 6 tháng đầu khi vận hành nó sẽ có một số cái vấn đề trục trặc. Thì bạn phải lường trước và bạn phải biết cách xử lý các vấn đề. Ví dụ như các vấn đề về điện, nước này. Thứ hai nữa vấn đề là cái vấn đề mạng internet này. Ở những cái trang thiết bị nó đầu tiên nó sẽ vào vận hành, nó sẽ chưa được chân chu thì nó sẽ hay gặp vấn đề. Ví dụ khu vực nhà vệ sinh này, thiết bị điện này. Và các mạng, đấy là một số các bạn cần lưu ý mạng internet. Tiếp đó là cái rủi ro và sai lầm số 10. Đó là không cho thuê kín phòng. Thì cái việc vấn đề không cho thuê kín phòng nó cũng rất nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Do vấn đề là cái chiến lược của bạn kinh doanh. Bạn không đúng, không phù hợp thì cái việc kín phòng bạn không cao. Tiếp đó cái thời điểm. Người ta bảo làm cái gì cũng phải có thiên thời địa lợi nhân hòa. Thì cái thời điểm bạn đưa ra cái phòng đấy có đúng hay không? Ví dụ cái trong những cái tháng nào nó sẽ là cao điểm nhất để người ta thuê nhà thì bạn đưa vào để vận hành. Và cái thời gian thông thường trong quá trình làm việc của tôi thì tôi thấy cái thời gian như thế này thì sẽ cái tỷ lệ kín phòng cao này. Thông thường khách hàng sẽ thuê phòng ở những cái ngày cuối tháng từ ngày 15 trở đi thì người ta sẽ thuê phòng. Và những cái tháng thông thường là có rất nhiều người thuê. Ví dụ là từ tháng 2, tháng 3 này, tháng 6, tháng 8 này, tháng 9 là tháng 11 thì đấy là những cái tháng là rất đông người có nhu cầu cho thuê phòng. Đây là cái kết quả đó là tôi nghiên cứu mà theo cái số lượng, theo một con số đó là Google nó sẽ có cái lượng tìm kiếm nhiều nhất trong cái việc thuê phòng. Các năm đa số tôi rất nhiều năm như vậy, tôi thấy là nó kiểu như có mùa vụ. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian và lắng nghe video của tôi. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản, mua bán và cho thuê bất động sản dòng tiền, tư vấn đầu tư bất động sản cho thuê, sản xuất thi công nội thất, thiết kế nội thất bất động sản cho thuê, thiết kế kiến trúc bất động sản cho thuê, thi công xây dựng. Bạn hãy đăng ký ngay kênh để nhận được những video mới nhất từ tôi.